Chào các bạn tin nhanh 24/7. Koski tung ra cái mẫu mô tô thế hệ thứ 3 trong tuần tới, sóng ngôi H2R với mức giá bất ngờ. Cách đây không lâu, khi những thông tin đầu tiên về cái mẫu mới nhất của nhà Koski sử dụng động cơ là siêu nạp vừa được tung ra với cái tên Koski H2XS đã khiến giới chơi xe trên toàn thế giới phải điên đảo. Bởi cái độ hot của dòng xe siêu mô tô đến từ nhà Koski luôn đạt tâm điểm với hai cái tên mà hàng triệu người trên toàn thế giới thèm muốn, đó là Koski H2 và H2R. H2XS là cái mẫu xe thứ ba của nhà Koski sử dụng động cơ Supercharger. Nhưng theo chúng tôi được biết, vừa mới cập nhật từ nước Pháp, thì cái mẫu xe này sử dụng là có động cơ 1000cc, nhưng sẽ giới hạn sức mạnh tối đa dừng ở con số 157 mã lực, nghĩa là thấp hơn rất nhiều với hai người đàn anh của mình là H2 và H2R. Đây có nghĩa là một tin buồn đối với những tín đồ đam mê dòng xe này, bởi suy nghĩ của mọi người hãy nói đến Koski và nói tới cái động cơ siêu nạp là nói đến về tốc độ khủng khiếp, luôn vượt mặt cái mẫu khác. Tuy nhiên, theo chiều hướng ngược lại thì cái điểm trừ của dòng Koski H2XS là có khả năng sẽ được bán mức giá rẻ hơn so với H2. Và đây có thể được xem là cái bản H2 thường dành riêng cho phân khúc những người tiêu dùng có cái ví mỏng hơn. Với thiết kế Super Tourer, H2XS vẫn có khung sườn tương tự như H2 2007. Tuy nhiên, chỉ khác một điểm đó là cái mẫu xe này có hai chỗ ngồi nhờ phần yếm sau được kéo dài, chứ không như phiên bản H2 2007 chỉ duy nhất một chỗ ngồi. Tất cả những thông số của mẫu xe này đến nay vẫn chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn cái mẫu xe này sẽ được bán ra tại triển lãm ESMA 2007. Theo dõi tin nhanh 24/7 để cập nhật tin tức xe máy hot nhất trong và ngoài nước nha các bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like, share, subscribe.